Xin chào quý bà con cô chú anh chị cùng quay trở lại với video của Đình Vân Thế Giới Máy. Và video hôm nay do có một số cô chú anh chị có điện thoại lên cửa hàng có ý kiến là muốn được tham khảo một số sản phẩm về động cơ motor điện tại trung tâm cửa hàng Thế Giới Máy. Và video hôm nay Đình Vân sẽ review chi tiết một số sản phẩm về động cơ điện một pha gia đình điện 220V về dòng motor điện tại trung tâm cửa hàng Thế Giới Máy. Tại trung tâm cửa hàng Thế Giới Máy của Đình Vân thì luôn luôn phục vụ đầy đủ các dòng motor cho quý cô chú anh chị. Và Đình Vân review cái dòng động cơ motor điện một pha gia đình tại cửa hàng Thế Giới Máy cho quý cô chú anh chị, có đầy đủ các loại vỏ gang, vỏ nhôm và công suất lớn nhỏ khác nhau. Động cơ điện một pha gia đình 220V sử dụng điện một pha gia đình với 100% rổ đại đồng, bảo hành chính hãng tại trung tâm cửa hàng Thế Giới Máy cho cô chú anh chị 12 tháng. Motor được sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Phát, một trong những công ty uy tín lớn nhất tại Việt Nam về chuyên ngành sản xuất motor. Và đây là sản phẩm motor điện một pha gia đình vỏ nhôm được đúc liền tủ điện bằng hợp kim nhôm với công suất là 1,1 kW, 1,5 HP, tức là 1,5 ngựa nha cô chú anh chị. Máy được thiết kế rất là gọn, vỏ được đúc liền bằng hợp kim nhôm, đảm bảo độ chắc chắn và tản nhiệt tuyệt đối. Và tiếp theo là động cơ 1,5 kW 2 ngựa với tốc độ vòng cua là tốc độ nhanh 2900 vòng trên phút. Đánh dấu sẽ soi rất là rõ cho quý cô chú anh chị cùng xem để chọn một động cơ motor điện một đáp ứng công việc của mình tại gia đình, thì quý cô chú anh chị nên liên hệ từ với số điện thoại trên màn hình để được kỹ thuật viên của công ty Thế Giới Máy sẽ tư vấn chi tiết hơn cho cô chú anh chị về sản phẩm động cơ motor để đáp ứng công việc của mình, mang lại hiệu quả cao trong công việc gia đình nhà mình. Và tiếp theo là động cơ 1,5 kW tốc chậm 1400 vòng trên phút. Và tiếp theo sẽ là động cơ 3 kW, động cơ 3 ngựa 2,2 kW với lớp vỏ là vỏ gang nhé cô chú anh chị, thì chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn. Đấy, đến từ thương hiệu Toàn Phát này. Tầm ngân soi rất là sát rõ về thông số kỹ thuật để cô chú anh chị cùng xem. Với công suất 2,2 kW, 3 ngựa và tốc độ vòng tua là 1100 vòng trên phút, tủ điện và vỏ thì được làm vỏ gang, tủ điện thì được lắp bên trên rất là gọn, đảm bảo chống phen gì, chống gì, chống xì nước. Và tiếp theo sẽ là động cơ 2,2 kW, 3 ngựa với tốc nhanh. Tốc nhanh là 2900 vòng trên phút nha cô chú anh chị. Và xin nhắc lại cô chú anh chị, chúng ta lưu ý khi lựa chọn một sản phẩm động cơ motor điện thì hãy liên hệ ngay tới số điện thoại ở trên màn hình để được kỹ thuật viên tại trung tâm cửa hàng Thế Giới Máy tư vấn cho cô chú anh chị để lựa chọn một sản phẩm về động cơ motor phù hợp với công việc lắp ráp hoàn thiện được với máy móc của gia đình mình đang cần sử dụng. Và tiếp theo là động cơ 2,2 kW, 3 ngựa với tốc độ vòng tua là tốc chậm 1400 vòng trên phút. Đây. Và tiếp theo nữa là động cơ 3 kW, công suất 4 ngựa, tốc độ vòng tua là 1400 vòng trên phút, gọi là tốc chậm. Tất cả các motor đã Toàn Phát tại trung tâm cửa hàng Thế Giới Máy thì được thiết kế với 100% rổ đại đồng, mặt đạn là loại tốt, đảm bảo cho quý bà con cô chú anh chị sử dụng trong khoảng thời gian dài, bền bỉ. Và tiếp theo là động cơ 3 kW tốc nhanh, công suất 4 ngựa. Đó, đây, thông số kỹ thuật. Và như vậy là Đình Vân đã review rất là chi tiết về một số dòng sản phẩm về motor điện tại trung tâm cửa hàng Thế Giới Máy cho quý bà con cô chú anh chị cùng về để xem. Với phương châm uy tín, chất lượng, phục vụ khách hàng chú đáo thì động cơ điện một pha gia đình 220V tại trung tâm cửa hàng Thế Giới Máy có đầy đủ các
dòng với công suất từ lớn nhỏ, điện 1 pha và điện 3 pha đều có trong các cô chú anh chị. Và tại trung tâm cửa hàng thì xe máy thì dòng motor điện được sản xuất với 100% rút hóa đồng, bảo hành chính hãng cho quý bà con cô chú anh chị tại trung tâm cửa hàng thời gian máy 12 tháng. Và trong thời gian bảo hành, nếu sản phẩm có lỗi nhà sản xuất thì quý bà con cô chú anh chị được đổi mới hoàn toàn 100%. Và video hôm nay thì Vân xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở video tiếp theo.